Bài Nam Ai, phần xướng âm: thả dây ngoài là liều, bấm dây ngoài một ngón là u, bấm dây ngoài một ngón xích xuống là sư, bấm dây ngoài hai ngón là sang, chữ sang thì rung, hoặc chữ sáng. Bấm dây ngoài ba ngón là chữ C, bấm dây ngoài bốn ngón là cống, bấm dây ngoài bốn ngón sâu xuống là liếu. Dây trong, thả dây trong là chữ sàn, chữ sàn thì vũ ngón nhất và ngón nhì. Bấm dây trong một ngón là xề, bấm dây trong hai ngón xích lên là còng, bấm dây trong hai ngón xích xuống là phàn hoặc phạn, bấm dây trong ba ngón là liêu, tức là liều sư sang xê công liêu sang xê công phàn liêu. Bài Nam Ai, câu 1: liếu công xê sang cam sư liều, liều công xê liều sư xê sang. Đơn lại: liếu công xê sang cam sư sang công thế sang sư liều
đừng lại. Sư liều sang công phê, sang sư liều. Liều sư cầm trề sang. Câu 7. Công phê liều sư, sang sư liều. Trề sư sang sư. Đền lại. Công sư liều sư, sang sư liều. Sư sư sang sư liều. Câu 8. Liều sư liều, công sư sang. Đơn lại. Liều sư liêu, công sư sang. Liều sư sang, sư sư liều sư sang. Bây giờ đơn lại từ câu 1 cho đến hết câu 8. Liêu công sư sang, sang sư liều. Liêu cầm thề, liêu sư thế sang. Sư liêu sang công thế, sang sư liêu. Liêu sư cầm thề sang. Công thế liêu thế sang sư liêu. Công sư liều sư, sang sư liều. Sư sư sang sư liều. Liều sư liêu, công sư sang. Liều sư sang, sư sư liều sư sang. Bây giờ đơn lại từ câu 1 cho đến hết bài. Liêu công sư sang, sang sư liều. Liều sư thề, liều sư thế sang. Sư liều sang công thế, sang sư liều. Liều sư thề, thề sang. Công thế liều, thế sang sư liều. Thề thế sang sư sang thề liều. Sư thế sang sư sang thề sang. Sư liều sang công
thế sanh tử liều. Liều sư cầm thể sanh, công thế liều thế sanh tử liều, thể thế sanh tử
lớp trống năm xuân để đờn bài kinh ngũ nguyện. Liều sáng phạn liều sầy, phạn liều sầy sầy thế sáng liều, phạn liều sáng phạn, phạn liều sầy phạn liều, thế sáng ủ thế sáng liều, liều sáng phạn liều liều phạn sầy, phạn liều sáng phạn. Liều xế sang sang xế sang trong xế sang sang liều phạn sầy sang liều sầy phạn liều xế sang sang liều liều phạn sầy sang liều sang liều phạn sầy sầy phạn liều xế sang ủ liều sang liêu sàng. Phần xướng âm thì đã có xề còng liêu sừ sang xê cống liếu, có những chữ phải liếng. Ví dụ như bài hạ câu số 5: xê liếu công u cộng liêu cộng cộng sang xê liêu cộng. Chữ cộng thì đờn chữ cộng vuốt xuống chữ liêu, như bài năm xuân. Lớp trống năm xuân thì có câu xề phạn liều xê sang ủ liều sang sàng liêu sàng. Chữ ủ thì bấm chữ u vuốt xuống tới chữ sáng, như bài năm ai câu 1: liêu công xê sang sang sư liều liều sang xề liều sư xê sang. Chữ sáng thì bấm chữ sang liếng xuống xê. Phần xướng âm bài đảo: thả dây ngoài là liều, bấm dây ngoài một ngón là sừ hoặc u ú, bấm dây ngoài một ngón xích xuống là chữ sư, bấm dây ngoài hai ngón là chữ sang, bấm dây ngoài ba ngón là chữ xê, bấm dây ngoài bốn ngón là chữ cống, bấm dây ngoài bốn ngón xích xuống là chữ phán, bấm dây ngoài bốn ngón xích sâu xuống nữa là chữ liếu. Thả dây trong là chữ sàng, bấm dây trong một ngón là chữ xề, bấm dây trong hai ngón là chữ phàn hoặc phạn phan, bấm dây trong ba ngón là chữ liêu, tức là liều sư sư sang xê công phan liêu sàng xê phan liêu. Bài đảo câu 1: phạn xê phạn xê sang xê phạn liêu. Đơn lại: phạn xê phạn xê sang xê phạn liêu. Câu 2: phạn sang xê liêu phạn xê phạn liêu. Đơn lại:
phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Câu ba, phàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Đơn lại, phàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Câu bốn, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Đơn lại, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Câu năm, phàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Đơn lại, phàng liêu u liêu, phàng. Câu sáu, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng u. Đơn lại, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng u. Câu bảy, sang sợ phàng u, sợ u liêu phàng. Đơn lại, sang sợ phàng u, sợ. Câu tám, u liêu phàng sang phàng liêu. Đơn lại, u liêu phàng sang phàng liêu. Bây giờ đơn lại từ câu một cho đến hết câu tám. Phàng xê phàng xê sang sợ phàng liêu, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Sàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Sàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng u. Sang sợ phàng u, sợ u liêu phàng. U liêu phàng sang sợ liêu. Bây giờ đơn lại từ câu một cho đến hết bài. Phàng xê phàng tê sang sợ phàng liêu, phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Sàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Sàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng u. Sang sợ phàng u, sợ u liêu phàng. U liêu phàng sang phàng liêu. Phàng xê phàng xê sang sợ phàng liêu. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng liêu. Sàng liêu u liêu, phàng sợ phàng sợ. Phàng sang sợ liêu, phàng sợ phàng u. Sang sợ phàng u, sợ u liêu phàng. U liêu phàng, u liêu phàng xê. Sợ xê sang xê, xê sang liêu phàng xê sang phàng xê sang xê. Xê sang liêu phàng xê sang phàng xê sang xê. Xê xê sang sự liêu sự. Xê sang sự sang xê sang phàng xê sang xê. Xê xê sang sự liêu sự.
san thê, phán thê phán thê san thư san thư, thê san thư thê phạn san, thê thê phán thê san thư liều thư, thê san thư liều thư, liều liều phạn san phạn san. Càng sợ càng liều, càng liều liều phàn 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 liều phàn sợ càng u sang sợ càng u sợ liều phàn u liều phàn u liều phàn u sang u sang u sang sợ u sang sang ô sang sợ ô liều liều phàn 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 ô sang ô sang ô liều phàn liều phàn phàn ô sang phần bài hạ là hơi lễ nên có tính chất nghiêm trang, thì chúng ta phải tập trung hết tinh thần vào tiếng nhạc để thể hiện lòng thành kính mà dâng lên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các đấng thiêng liêng. Thì chúng ta phải đờn như thế này: bài hạ thì phải rung ở chữ còng bấm một ngón và vũ ngón thứ hai, tức là bài Nam Xưng thì tánh chất tươi mát khiến cho người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng và tâm hồn lâng lâng hướng về cửa đạo để tìm một con đường giải thoát. Thì chúng ta phải đờn như thế này: bài Nam Ai thì buồn bã bi lụy như kiếp sống con người bị ràng buộc trong tứ diệu đề sanh lão bệnh tử, thật là khổ đau buồn thảm. Thì chúng ta phải đờn như thế này:
bài năm ai thì rung ở chữ sàn, vũ ngón tay nhất và ngón nhì. Ví dụ: về chữ sang thì bấm hai ngón, vũ ngón thứ ba. Ví dụ: về bài đảo thì tính chất khẩn trương quyết liệt thì ta phải đờn như thế này. Bài đảo thì ta rung ở chữ xề, tức là bấm một ngón, vũ ngón thứ hai. Ví dụ: và rung ở chữ C, chữ C thì bấm ba ngón. Phần tự học đàn cò nhạc thánh đường đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và cầu nguyện hai đấng Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các đấng thiêng liêng ban ân huệ cho quý vị và học tập được thành công. Xin kính chào.